chào các bạn này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục màu đẹp bắt đầu rồi. Marika quá kém luôn này. Bây giờ mà mình sẽ thể hiện cho các bạn xem một màn gọi là bắt ong mật rồi ấy, con ong kiki này. Nhưng mà nó cũng có mật nhé. Tổ to thì nó cũng có bằng cái mũ này được nhé. Nhưng mà tổ của Made hôm trước thấy ấy, bằng này thôi. Đấy, xong rồi Made hôm nay mang những cái này khô quá. Tí nữa một lấy cái này vào chấm mật ăn luôn. Không cần phải đốt. Cầm này chấm vào luôn. Nhưng mà mình sợ nếu mà cứ mang phòng cái này đi ấy, nó mà hăng quá. Lấy cái này chung đầu lại. Cốt là chê được cái mặt, còn cái tay đốt vào mất xa. Đi rồi. Hay xa. Đang đi rất là ngoài lại gặp một với cây này là cây tóc tiên này. Đấy. Phải thơm lắm. Thấy quả này thì bỏ hết. Phải ăn á. Nó thơm kinh điển luôn. Với tất cả mọi người nhé. Rồi. Bây giờ nó có một cái hạt hạt này. Hạt hạt nhiều chanh dây này. Nhưng mà quả này á, nó hạt nó nhỏ, thơm lắm. Cái quả này mùi thơm nó nghiện như kiểu quả thi ấy. Ngon lắm. Mày ra rồi này, đi bắt tổ mở ra. Mọi người ạ, tổ này chắc là phải bắt về nuôi rồi, tại vì thấy nó bé quá, chưa có mọt cả, bắt về nuôi. Thôi, bắt về nuôi thì làm động tổ này, phải đeo cái quả mũ này vào. Tay chân thì kệ, nhưng mà mặt ấy, bảo vệ nhan sắc ấy. Nào. Tay chân thì thế nào cũng được. Ui, quên mang cái kéo. Rồi. Để được kỳ vọng nữa. Ui, không biết nó có hăng không nhỉ. Nhung nhích rồi đấy. Ừ, cứ dần dần. Ây da, động vào phát cũng bay ra đấy. Nín thở. Bộ vào đi. Bộ vào. Tổ này lâu lớn nhỉ. Lâu lớn quá mọi người ạ. Nó cũng hiền, nó không như ông vàng đâu. Phải ông vàng ha, thế này là nó lao rồi, nó đốt tay rồi, ôm ôm rồi. Chả sợ. Ui. Bắt cái con ong chúa đó. Xem con ong chúa đâu, phải bắt lại, không nó bay mất.
Ông chúa đâu? Ông chúa đâu? Sao nghe anh bảo? Chắc chắn nó trong nồi. Tại vì nó có một túm. Chưa thấy con ông chúa đâu mọi người ạ. Nó đây chưa đi bắt ong bao giờ đi. Phải ở im không còn nó bay ấy. Từ lúc tần gặp ông thợ rồi. Chưa thấy con ông chúa nào cả. À, vẫn còn ông chúa ở đây. Thế nên ông thợ mày bâu nhiều này. Sờ vào thoải mái luôn. Ơ, nó đâu ấy nhỉ? Không có ông chúa. Tan bé như nhau cả. Đây đây đây. Thấy con nào cũng bằng nhau ấy. Cái này mắc quá. Con nào cũng thấy bằng nhau ấy. Hai nơi trong đấy. Để đi trong gài lại. Thôi bố vào đi các em ạ. Đây một tí bắt nốt mẹ. À mà chắc rồi. Thế này là đủ nuôi rồi mẹ. Đủ nuôi à? Đủ. Vào nốt đi em ơi. Thế là bắt được quyền nuôi rồi nha. Quả này hơi bị khoái đấy. Quyền nuôi bao giờ to thì để lấy bánh mì chấm đi.
Đây, em mau để ra bắt được cái tô này về để nuôi làm pet đấy. Giờ này lắc tẹt nó chả bay. Rồi, đi đâu? À bánh. Bây giờ này phải ăn bánh chay. Chán thế. Giờ ăn bánh chay này. À, thì nó cho mà cá một nửa. Mình ăn một nửa. Ngon. Mà để đi bắt được mỗi tổ ong rũ ấy thôi. Anh này em được việc không? Thế mới được. Còn là mình... mình thì nhanh kiếm... không đứng ra đi. Làm tổ đó tao đợi mày, tao tưởng mày không sang, cứ làm một tổ này đã. Ui. Ong khác là mình đã ngon thế. Ong mình nướng kiểu này là mới ngon. Chà chà. Đi ra đời cứ mang một âu đá đi là không sợ chết đói, sợ chết khát rồi. Ong một nửa. Ngon, ngon chưa? Ong bây giờ đang cuối mùa gần như là hết rồi nhá. Được tổ nào thì nhộng nó rất là đấy. Đấy là con em mập chưa mọi người? Bây giờ là mọi người nhé. Quên ăn ong mọi người nhá. Ăn ong nướng cùng em mình. Được tổ nào thì rất là chắc. Anh em mình hôm nay gọi là thất bại ở tổ ong ong đổ. Anh thất bại em thành công lên này. Đấy, báo đệ thì bắt được tổ ong ruồi. Mọi người biết ong ruồi rồi đấy. Mọi người không nên học theo mình nhá. Thật ra là mọi người biết rồi đấy. Để mà làm được một cái clip hay cho mọi người xem thì phải có tính sáng tạo một chút hay là kia một chút. Nhưng mà hôm nay là anh em mình nghịch ngu chứ chả có sáng tạo gì cả. Thế nên là mọi người không nên học theo nhé. Mẹo quá. Mệt lắm. Nha, cái con này nha, sao đi nó quắt mất nước nha. Nướng lại nó có, nó sưng lên. Cho mồm cắn cực, nó nổ cái bọt lắm. Béo quá là béo quá. Ai, ngon lắm. Với tất cả mọi người nha, miếng bia Việt. Bia Việt, bia của người Việt. Cho em xin cục đá. Cục đá. Đảm ớp. Không biết tập uống dần. Ong cuối mùa này rất là ngon, anh em mình muốn đi kiếm. Đá Việt, đá của người Việt. Muốn đi kiếm bữa nhưng mà bây giờ toàn ong côi, nó rất là hăng. Lúc nãy nay các cụ phù hộ mình chỉ bị một nốt thôi. Không, lúc đấy nó khó thở nhá. Thật điểm mừng tả cái lúc đấy á. Ông ta vào nó, cái lồng ngực mình nó không có hít hít hơi vào ấy. Là nó không khí nó vào nhưng mà nó không nở được ra, kiểu như không nở được phổi ra. Nó cứ khó thở, mình thử cố vào. Ui, bách cái tổ này. Ôi, anh ấy vá lại. May mà mình chưa, mình mới gọi là dùng như lai thần trưởng để đậy cái cửa tổ lại đấy. Chứ mình mà bách cái tổ ra lúc đấy chắc mình chết rồi. Anh mà cấu ra. Nó lao ra nó đốt. Nhưng mà thật ra nó sẽ không đốt được vì mình kín hết rồi. Nhưng mà mình chỉ sợ mình không thở được, mình chết toi thôi. Đấy, mọi người cứ bảo đơn giản. Kiếm tiền không đơn giản. Đây là anh mình ngu ấy. Đấy. Ngon, béo nhá. Nổ nhỉ. Định dẫn mọi người đi xem sim, đồi sim. Những đồi hoa sim tím. Người đi đấy. Nói chung là định dẫn mọi người ra đấy. Nhưng mà nắng quá, với lại lúc nãy mình mệt quá, tụt lực, không đi được nữa. Mà lại cả mất gần này. Nóng quá, bó băng dính vào, sợ thật. Lần sau không nghịch ngu như thế nữa. Nó giục ấy. Giục. Thế hôm nay trời mưa ấy nhỉ. May mà